Xin chào bà con. Hôm nay mình cũng có một cái thông tin bổ ích như thế này, cũng muốn truyền đạt cho đến tất cả bà con Việt Nam chúng ta cũng như bà con ở nước ngoài. Ai có nghe được thông tin này thì nó có hai thông tin. Một là thông tin bổ ích và hai là thông tin không bổ ích. Thì hai cái này nó sẽ đi đôi với nhau. Bây giờ trước hết là mình xin nói về cái thông tin không bổ ích. Tất cả nó về nói về là cái dịch bệnh của Covid-19. Thì hiện giờ tất cả trên thế giới thì cái bệnh dịch của Covid-19, người ta hay gọi là Corona đó, thì hiện giờ tất cả trên thế giới, bao gồm trong đó có cả Việt Nam luôn, thì chưa có một cái thuốc hoặc là một cái vaccine nào mà để điều trị cho cái bệnh Covid-19 này hết. Cái con virus này nó rất là mạnh, cho nên chưa có một nghiên cứu được cái một cái loại thuốc nào mà để điều trị cho cái bệnh này hết. Cho nên á, bà con chúng ta chỉ có cách là tự mình ngăn ngừa và tự mình để phòng chống để lây lan thôi. Thì mọi người có biết tại sao những ngày gần đây á, ở Trung Quốc là cái số người mà bị nhiễm Covid-19 giảm đáng kể không? Mọi người có biết tại sao không? Tại vì hiện giờ theo mình được biết là Trung Quốc là nó bắt người dân của nó là mỗi ngày súc miệng bằng nước muối, súc miệng bằng nước muối mỗi ngày 3 lần, hoặc là mình mới đi đâu ra ngoài đường mình về là mình súc miệng bằng nước muối liền. Mà khi mình súc miệng bằng nước muối thì nước muối mình pha nó hơi mặn một xíu. Tốt nhất là nước muối mình tự pha ở nhà nha. Mình tự pha ở nhà mình nó hơi mặn một xíu, để mình súc miệng một ngày 3 lần. Hoặc là những lúc mình ở đi ngoài đường mình mới về nhà, khi mình súc miệng thì mình sẽ ngậm vài phút trong miệng xong rồi mình súc. Mình súc miệng xong mình nhả nước muối ra, mà hãy từ từ là súc lại nước sạch nha. Thì cũng để thêm vài phút nữa xong rồi súc lại nước sạch. Thì lúc đó mình cũng không nên mà, nếu có khát nước không nên uống liền. Nếu mà ai nhịn khát được thì ta nhịn khoảng 30 phút sau hoặc là 1 giờ sau mình uống nước cũng được, càng tốt. Tại vì á, là cái nước muối nó mặn, mà cái hành trình của cái con virus Covid-19 này á, là nó xâm nhập vào cái đường miệng của mình. Khi mình súc bằng nước muối như vậy á, khi cái con virus Covid-19 nó vào tới ngay cái cổ họng của mình á, thì nó sẽ gặp nước muối mặn như thế. Một thì nó sẽ chết ngay cổ họng của mình. Hai là nó sẽ xuống ở dưới bao tử. Nếu mà nó gặp nước muối mặn nó chết thì cổ họng của mình, nó đã xuống được bao tử thì nó cũng không xuống ốc. Tại vì xuống dưới bao tử thì axit trong bao tử nó cũng sẽ làm chết con virus này. Vậy đó, thì bây giờ không có một cái thuốc hoặc là cái vaccine nào mà để chữa trị cái con Covid-19 này. Cho nên bà con mình tự bảo vệ và tự ngăn ngừa nó thôi, bằng cái cách súc miệng bằng nước muối mỗi ngày 3 lần, hoặc đi đâu ra ngoài đường mới về thì đó là cách tốt nhất. Chứ bà con đừng có nghe tất cả những thông tin tầm bậy tầm bạ mà đi mua thuốc này thuốc kia hay là mua cái này, nó tốn tiền, nó không có hiệu ích gì hết, nó rất là có hại. Bây giờ chỉ còn cách là
xúc miệng. Cái đó là hiệu quả cao, tại vì mấy ngày nay là Trung Quốc cái số người nhiễm bệnh của Covid-19 giảm đáng kể. Còn cái tác hại là bà con đừng nên tin bất cứ một thông tin nào mà nói là có thuốc chữa trị virus Covid-19 nha. Đừng bao giờ bà con nghe, và cũng đừng bao giờ nghe ai mà đi mua thuốc bậy bạ uống, tiền mất tật mang, không có được đâu. Không có một cái loại thuốc hoặc vaccine nào mà chữa được cái con virus Covid-19 này. Cho nên hôm nay mình biết được cái thông tin như này nó rất bổ ích, thì mình làm cái clip này thì mình cũng mục đích là cũng muốn tuyên truyền cho bà con mình trong nước hoặc là nước ngoài. Nước ngoài thì ai có xem được cái clip này thì người ta cũng sẽ biết. Quan trọng là bà con ở trong nước của mình sẽ biết được cái thông tin này. Bà con cứ nhớ mỗi ngày súc miệng 3 lần bằng nước muối mặn, hoặc lúc đi ra ngoài đường mới về, tốt nhất là nước muối mình về nhà mình tự pha hơi mặn một xíu đó. Mình xin nhắc lại là nước muối mình tự pha hơi mặn một xíu rất là tốt. Khi mình ngậm vào khoảng vài 3 phút, mình súc miệng đều xong nhả ra để vài phút nữa rồi mới súc lại nước sạch, và không được uống nước liền trong thời gian 30 phút. Nếu ai nhịn được 1 giờ sau uống càng tốt. Như thế thì nó mới diệt được cái con virus ngay cổ họng của mình. Nó chỉ một đường duy nhất là nó lây lan qua đường cổ họng rồi nó xuống thôi. Thì khi nó vào thì nó sẽ nằm ngay ở cổ một thời gian, nó mới xuống, nó mới phát tán ra người mình. Cho nên nước muối nó sẽ làm chết cái con virus này. Mình cũng xin gửi đến thông tin bổ ích này cho bà con mình vậy đó. Thì nói chung cái mình thấy cái thông tin này nó rất là bổ ích, rất là cũng có lý, tại vì người dân của Trung Quốc mấy ngày nay là đã cái số người mà mắc bệnh thì giảm rất là đáng kể. Còn ai tin không tin thì tùy, mình chỉ có lòng tốt và mình muốn tuyên truyền ra cho bà con biết, mọi người một chút phòng ngừa, tự phòng ngừa cho mình, chứ không có một cái thuốc nào mà để chữa trị cái virus Covid-19 này hết. Thì ai có nghe được thông tin này ấy, thì cũng cứ làm thử đi xem sao. Thì bao nhiêu thông tin mình cũng nói hết rồi, clip đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chào tất cả bà con chúng ta. Thì ai cảm thấy cái clip này bổ ích thì cho mình một like nhé, và chia sẻ cho mọi người cùng biết thông tin này là thông tin bổ ích nhất. Thôi xin chào tất cả mọi người, tất cả bà con nha.